Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chạy nổi không em? Cho các chú chạy rồi nhá. Khá là đông anh em ơi. Khá là đông anh em ơi. Nữa hả? Nữa hả? Nữa hả? Nữa hả anh em ơi, đứng lại. Đứng lại mày, đứng lại em ơi. Tính sơi anh à? Mấy thằng rơm rơm này. Ok mọi người ơi, quần máu cái đã. Căng thẳng phết như anh em. Đầu trận này thì không đơn giản đâu nha anh em. Đấy anh em đã thấy là game một căng chưa? Được rồi ok. Ui, nhiều máu thế anh em. Nãy giờ mình chỉ lượm máu thôi đã full rồi này anh em. Có người này bên này bên này. Còn máu full cái đã anh em ơi. Anh em chờ xíu tôi sửa giáp cái đã nhá. Đúng rồi. Chơi game là cứ phải an toàn. Nạp đạn này. Căng đét luôn, lên luôn anh em ơi. Tầm này lên trên mà sát mạng thôi nhá. Người đâu, người đâu? Mãi bên này hả? Đẩy qua luôn nào. Uầy, các bạn bắn gắt thế nhỉ. Các bạn làm mình sợ đấy. Các bạn làm mình sợ đấy nhá. Các bạn làm mình sợ đấy nhé. Làm sao đấy em ơi? Chạy hả mấy? Chạy hả mấy? Vỡ đầu này. Chạy này. Tính móc anh hả em? Không đơn giản nhá. 3 kill rồi. Trận anh em thì căng chưa? Hay anh em lại bảo với tôi là không căng đi? Nó lại căng dã man con ngang rồi đấy nhỉ anh em. Ôi bọn này to đạn súng tròn hơi gấu ra đây. Ngon. Súng chất này các bạn ơi. Quá ổn luôn nhỉ các bạn nhỉ. À để mình xem lượm thêm đạn tử liên cái đã. Đây rồi. Giảm thanh luôn này. Quá đã luôn. Không biết là mình có đồng 3 chưa nhỉ. Đồng 3 đã để ở ngoài rồi nhá. Đi thôi anh em ơi, đến lúc chiến đấu được rồi nhá. Tầm này đây cổng trời và tiếp tục săn mạng nào. Có được 3 kill này. Còn lại 26 người chơi nữa thôi anh em ơi. Như vậy là còn lại hơn một nửa bản đồ nữa. Được rồi mọi người ơi. Tầm này lên cổng trời nha anh em. Chúng ta sẽ lên cổng trời và đi săn mạng nào mọi người. Lên thẳng cổng trời luôn nhờ anh em. Hello các bạn nha. Xác đứa nào đây? Xác đứa nào đây? Xe tụt dốc. Có mất khẩu Saka Mini. À đây có người này. Đây có người anh em ơi, đây có người này. Đây có người này. Cái đậu xanh này em ơi, làm gì vậy? Làm gì vậy em ơi? Đánh xe xuống xử cho nó. Có một đứa ở ngay nhà Doraemon nha anh em ơi. Ok bây giờ mình qua mình xử nó luôn này. Mày chạy đâu hả em ơi? Nhà Doraemon hả em ơi? Nào. Trốn đâu em ơi? Trốn đâu mà lẹ vậy hả em ơi? Trên tầng á hả? Phải không vậy? Thử liệu lên coi. Ê! Câu điệu hay ngu. Ủa nó chạy rồi. Chạy gì lẹ vậy ta? Thế thôi, Lego này anh em. Tiếp tục lên cùng trời nhá. Không hiểu sao thằng bé chạy của gì mà nhanh thế anh em ơi. À, nó bắn mình. Nó bắn mình các bạn ơi. À đây à? Ơ, tưởng là không phải trên này. Tưởng là không phải trên này cơ. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh tưởng là không phải trên này. Nó vừa nhảy xuống dưới rồi các bạn ơi. Đứng lại em ơi. Đứng lại em ơi. Xuống xe. Xuống xe. Mày tính cấp xe của anh à? Thanh như này. Tính ăn trộm xe của anh à? Láo lếu này. Đùa chứ. Xe xịn của anh mà chủ tính ăn trộm à? Ok anh em. Chúng ta chuẩn bị lên cổng trời nào mọi người. Còn 19 người chơi đã nha mọi người ơi. Đây tiếp tục lên cổng trời và săn mạng thôi chứ biết sao giờ hả anh em. Mọi thứ đang rất là yên bình luôn nha. Ê, trên này có xe mới này. Lấy tạm con xe này đi săn mạng nha các bạn ơi. Mặc dù là nó không thể ngon được như con xe Lamborghini kia nhưng mà xe này cũng ổn.
chạy nó nhanh mà anh em. Cả địch lại khó bắn nữa cơ. Phía dưới có thính này. Qua thính luôn, ngại gì. Vì mình biết là chắc chắn là ở cửa thính sẽ có đông người nha anh em nhá. Đông người chơi mới vui. Ê, nó là một chiếc xe monster truck thôi anh em ơi. Lùi xe, lùi xe, lùi xe. Ok, ok. Mình tưởng là mất xe rồi cơ. Xe vẫn chạy ngon, thế là ok rồi. Lùi xe xuống đây các bạn này. Ê, không biết là xe còn chạy được nữa không nhỉ? Ai chạy được không? Ngon. Tí nữa đi ngu là mất xe anh em nhá. Đó, xe chạy tốt. Let's go nào. Cùng kẹo xem bạn này các bạn ơi. Ê, phía sau, đừng bạn đây, đừng bạn đây. Đừng bạn ơi, đừng xấy xe mình như thế chứ. Mình chưa nhìn rõ nó nữa cơ anh em ơi, chỗ nào vậy? Đâu vậy ta? Bên đây không phải. Thằng bé đang đứng ở chỗ nào nhỉ? Ủa? Ở đâu vậy bạn ơi? Ở đâu vậy bạn? Nhìn chưa ra nó luôn anh em ơi. Bây giờ mình còn chưa có ngắm nữa. Khá là khó nhai. Ở đây, ở đây. Ở đây anh em ơi. Nhưng mà soi chưa ra này. À, nó vừa chạy xuống. Nó vừa chạy xuống các bạn ơi. Xuống đây. Ngay chỗ đổ nát hả? Xuống đây đi em ơi. Mình sẽ xem là nó đứng đấy bao nhiêu lâu này. Đứng đấy cạnh nó luôn chứ ngại gì. Cứ phải từ từ anh em ơi. Muốn ăn được thằng này phải từ từ này này. Nó chạy này. Nó chạy này. Mày chạy à? Mày chạy hả em ơi? Rồi em ơi, mày chạy với anh à. Để con nào. Mày chạy với anh à, lên bảng đi. Thanh niên này. Ông ngắm một ít nhé. Ngon, ui dồi ôi thằng này. Toàn đồ chất thôi mọi người ơi. Đúng rồi, lượm thêm xíu đạn tử liên nhá. Nó lại không có bom keo cơ, thôi cũng kệ à. Đi anh em, lúc này hiện tại thì mình vẫn còn là 3 quả bom keo cơ mà. 14 người chơi nữa, đông phết nhở. Lấy xe và tiếp tục săn mạng nào. Lại có xe ngon săn mạng rồi anh em ơi. Rồi ok, cảm ơn cái kẹo dẻo đấy gửi của tặng nhá. Đông phết anh em đừng đùa nhá. Ồ, chưa thấy ai cả anh em ơi. Bom thì đang thu lại rồi. Mình thì vẫn đang chạy dưới bom này. Ê, có người, có người, có người. Có người đây rồi nhé. Đây rồi nhé em ơi, làm sao đấy em ơi. Ui, làm sao đấy em ơi. Lên bả đi. Xíu nữa nó ăn được mình. Hay quá nhỉ em nhở. Không hiểu sao anh em ơi, xíu nữa nó sắp ăn được mình nhá. Xem cái đồ nó cái đã. À, ui dồi ôi, toàn tay súng 3. Thế này thì, ui, một mớ bông keo này anh em này. Một mớ bông keo nha anh em ơi. Tôi sẽ lượm một mớ bông keo này. Ê lộn, cái bông keo này. Rồi, hợp lý đi thôi anh em ơi. 10 quả bông keo. Khá là ổn nhá, từ từ mình sẽ cần lượm thêm máu nữa. 10 bông keo, giờ bây giờ là chuẩn bị vứt bớt đồ đi lượm thêm máu thôi. Mấy cái đồ thừa này vứt đi hết này. Lượm thêm từ máu đã, hợp lý nhở. Đi thôi anh em ơi. Quay trở lại với cuộc hành trình săn mạng ạ mọi người. Lên cổng trần luôn nha. Hello các bạn ơi, có ai trên này không vậy? Ui, không có ai, không có ai. Lên trên này có đã anh em ơi. À, ngay phía 75 độ á hả? Thính đấy nó là chiếc xe motor truck thì phải. Mình nhớ nãy mình qua rồi cơ anh em ơi. Vấn đề quan trọng là xem có ai ở đây không. Không phải xe à? Ê, có người, có người. Có xe, có xe. Vòng lên chặn đầu nó, xử nó. Kia đứng lại. Đâu vậy em ơi, đây à? Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Ủa nó chạy. Quay lại, quay lại. Lấy xe đuổi theo nó, đừng chạy em ơi, đừng chạy. Em ơi, ai lại chạy như thế, đứng lại em ơi. Nó ngay dưới này. Đuổi theo. Chạy đâu rồi em ơi?
tìm chưa ra luôn anh em ơi. Ở đây trên này có người này. Trong nhà cũng có một đứa nữa nha. Đậu xanh em ơi. Đậu xanh em ơi. Đậu xanh em ơi. Rồi ok này. Trên đồi cũng có một đứa, thành ra là phải cẩn thận một xíu anh em ơi. Lượm thêm mấy đại tử liên nhá. Hợp lý rồi. Xem mình đâu? Đây à? Lên trên đồi, xử luôn thằng trên đồi anh em ơi. Chạy vòng lên luôn xử cho nó, chứ làm sao mà để cho nó sống ra được anh em. Đây, chỗ nào trên đồi em ơi. Nãy anh thấy chú rồi mà không trốn được đâu em ơi. Đâu rồi em? Đâu rồi em? Chỗ nào? Chỗ nào báo danh? Ủa thằng bé nó chạy đâu rồi đấy anh em ơi, nó chạy rồi. Chắc là nó sợ nó chạy mất tiêu rồi cơ. Thôi cũng kệ à. Bo thu ở đâu đây? Bo thu đâu đây anh em? Bên dưới à? Cứ làm một vòng lên trên đi. Xem có thằng nào thì vét nốt luôn này, 11 nữa. Đông ghê ta. À đây rồi, đây này. Đây có một đứa anh em ơi. Đây có một đứa anh em ơi. Đây có một đứa anh em ơi. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh anh em ơi, đứng lại. Ui. Đứng lại em ơi. Ok hay lắm. Quần máu cái đã. Quần máu cẩn thận luôn các bạn ơi. À mình có nhầm một kem không? Mình có nhầm một kem anh em. Đừng bạn ơi, đừng bạn đây, đừng bạn đây, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi bạn ơi. Đã bảo bình tĩnh đi mà, cái đậu xanh. Nó đang định ăn mình. Dã man luôn anh em ơi. Thanh niên cơ hội vãi trưởng thế luôn, gặp mấy đứa vừa hạ xong thằng này thằng khác đã đến rồi. Câu ông ép người quá đáng vừa thôi chứ. Để tôi còn sống nữa công ạ. Chứ công chơi như thế tôi căng quá làm sao mà chơi được. Lợn thêm máu này. Ok đạn là súng tiểu liên mình vứt bớt đi này. Tầm này ổn chưa anh em ơi? Ổn rồi. Lấy xe Lego sân mạng thôi. Xe chạy hơi chậm xíu nhưng mà ok. Sân mạng tốt. UAV không có ai này. Chạy thẳng vào trong này thôi nha. Hello, có ai chạy mo không? 7 thằng nữa, khá là đông đây. Đây rồi, trước mặt nha. Ở ngay phía trước mặt này nha anh em ơi, chỗ nào vậy? Chỗ nào vậy em ơi? Bên dưới này. Có xe này, có xe này, đông ghê vậy. Ui, bốc đi các kiểu luôn, các thể loại luôn anh em ơi. Vòng lại lên trên nhá. Căng, 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 căng. Phần này hơi căng nha anh em ơi. Bên trên có người này. Phi thẳng lên trên luôn thằng này. Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Đứng lại em ơi, cái đậu xanh này. Làm sao đấy hả em? Đứng lại em ơi. Nó chạy này. Nó chạy này các bạn này. Đứng lại. Đứng lại em ơi. Đứng lại em ơi, cái đậu xanh này. Ê, phía sau dựng mông keo, phía sau, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi người anh em. Nhiều bông keo để làm gì? Còn máu, à quên nâng giáp cái đã. Bình tĩnh đi người anh em ơi. Người anh em ơi, người anh em ơi, người anh em ơi. Rồi xong. Thế này đã đủ căng chơi anh em ơi, đủ căng chơi anh em ơi. Sửa giáp này máu các kiểu này. Em bây giờ con người nhá. Căng rồi nha. Chỗ nào vậy? Đây à? Đây hả? Đây hả? Coi anh trường lên bản điểm số nha em ơi. Phía trước mặt cũng có người hơi gắt nhá. Xếp một keo, xếp một keo. Xếp một keo anh em ơi, cái đậu xanh này. Nó chạy này. Nó qua khúc cây rồi. Hay lắm em ơi, bên trên này có một đứa này. Qua đâu rồi hả em ơi? Bên đấy hả? Đứng lại ai? Đứng lại này, quay đừng. Quay đừng em ơi, xong. 12 kill rồi gắt. Còn mấy thằng nữa đây. Khá là căng thẳng các bạn ơi. Mình sẽ qua xác nó lượm thêm mấy đạn tử liên. Anh em thấy tầm này đủ gắt chưa? Nóng ba đi. Ôi đừng.
Ủa đừng mặn đây, đừng mặn đây. Đừng mặn đây. Phần này căng thế ai chơi? Dã man phía trước phía sau đều có người. Cẩn thận anh em ơi. Cẩn thận fan này kẹo xanh mộ nhá. Nãy mình thấy dưới có một đứa rồi. Cứ vào trong cái đã. Xử thằng ở dưới trước tốt hơn anh em ơi. Quay đường, quay đường. Quay đường mặn đây. Đường mặn đây. Nó ngay đi rồi. Cái đâu xanh làm sao để em ơi, làm sao để em ơi. Làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em. Làm sao đấy em ơi. Làm sao đấy em ơi. Đứng lại em ơi. Chơi anh đấy à. Gắt. Gắt phết anh em ơi, đừng đùa nhá. Nói chung là phải hơi căng. Ok ok ok. Hơi bị căng anh em ơi. Hơi bị căng anh em ơi. Hơi bị căng anh em ơi. Làm sao đấy. Ok ok. Thằng cuối, thằng cuối. Còn máu cứ đã. Bình tĩnh mấy bạn ơi. Sửa giáp này, cẩn thận. Chuẩn bị solo 1v1 bao cuối nha anh em ơi. Căng, căng, căng. Thế rồi, thế rồi. Thấy nó rồi nhé. Thấy nó rồi nhé anh em ơi, qua đây. Bo thu lên trên cơ mà em ơi, qua đây. Qua đây em ơi, qua đây, cứ qua đây, cứ qua đây em ơi. Chạy nổi không em ơi, còn máu full này. Chạy nổi không em ơi, chạy nổi không em, yes, 14 kill top 1. Quẩy nào anh em, tuổi gì mấy thằng rơm rơm này. Ui dồi ôi, trắng xóa màn hình cho nha anh em. Ok. Chúc mừng nào, có mấy quả liệu này. Yes. Như vậy là mình đã có được bao nhiêu đây? 14 kill top 1 trong trận đấu này nha anh em ơi. Gắt luôn nhờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.